Dạ vâng, em xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Đồng Hồ Thành Đạt nhé. Hôm nay nghỉ lễ xong thì em lại bắt đầu vào công việc này. Hôm nay em lại lên cho các bác 8 chiếc đồng hồ treo tường cơ cót của Nhật nhé bác nhé. Hàng em đã vệ sinh, tra dầu và canh chỉnh theo dõi rồi. Về các bác chỉ treo lên là dùng thôi. Hàng này thì em bảo hành cho các bác là 2 năm nhé các bác nhé. Đây là số điện thoại Zalo của em này. Số điện thoại Zalo của em là 0383 933 363. Địa chỉ là 58 Nguyễn Văn Tạo, Long Thới, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng và giá em bán là em đã bao ship toàn quốc cho các bác rồi nhé. Bác ở tỉnh nào các bác cứ cho em địa chỉ là em ship hàng tận nơi, các bác cứ kiểm tra hàng này các bác thanh toán được. Bác nhiều bác khách quen mua của em biết rồi đấy. Bác có thể chụp màn hình lại cái số điện thoại của em này. Còn kết bạn Zalo trực tiếp qua nhé. Tại vì số này là số em dùng cố định nên là các bác kết bạn Zalo trực tiếp qua hoặc là gọi qua cũng được. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em một nút đăng ký để ủng hộ em ở những cái video tiếp theo nhé. Bây giờ em sẽ giới thiệu cho các bác từng chiếc một này. Hôm nay lên là tổng có 8 chiếc nhau nhé. Đây, em sẽ giới thiệu cho các bác từng chiếc một. Đầu tiên là chiếc mã số 1 này. Mã số 1 là một chiếc Achitoki cót 60 ngày nhé bác nhé. Cái này là cót 2 tháng. Dành cho bác nào nếu mà ngại lên cót thì nên dùng những chiếc như này. 2 tháng là phải lên cót một lần. Chiếc này thì mặt kính mò nó là mặt 215. Chơi hai gông đường bạch này các bác này. Đẹp keng luôn cho bác nhá. Chiếc này của nó thì khá là đẹp. Chiếc mã số 1 này thì chiều cao của nó là 43 và rộng là 26 này bác này. Rộng 26 nhá, cót 60 ngày nhá bác nhá, có logo cót ở giữa này, có logo cót. Hết cót nó sẽ chuyển sang màu đỏ. Chiếc mã số 1 Achitoki. Giá là 2,2 triệu nhá bác nhá. Giá là em bán là giá đã bao gồm cả tiền cước, tiền ship cho các bác ở trong này rồi nên các bác không phải lo gì cả, các bác cứ kiểm tra hàng này các bác thanh toán ra bên bưu điện giùm em là được. Tiếp theo là sang chiếc mã số 2. Một chiếc Senkusa. Mã số 2, chiếc này thì khá là sâu tuổi rồi. Chiếc này thùng nó là thùng gỗ nhé bác nhá. Thùng gỗ. Cái vân này cũng là vân gỗ, nó làm như này luôn nhé, không phải là nó bị dạn đấy bác nhá. Gỗ là gỗ sồi ấy. Gỗ sồi. Chiếc mã số 2 này thì chiều cao của nó là 52 và rộng là 26. Mặt kính của nó thì là mặt kính này là mặt là 17-18. Mặt 17-18 nhá anh nhá. Chơi hai gông đồng bạch. Thùng là thùng gỗ. Chiếc này thì cũng khá là sâu tuổi rồi đấy. Thùng gỗ này bác này, thùng gỗ sồi này. Chiếc Senkusa mã số 2 thì chiều cao là 52 và rộng là 26 nhé các bác nhé. Giá bán là 1,7 triệu. Giá bán là 1,7 triệu nhé. Tiếp theo là sang chiếc mã số 3. Cũng là một chiếc Senkusa. Chiếc này cũng là thùng là thùng gỗ thông các bạn. Mặt kính ở trên của nó là mặt kính cũng là mặt 16 nhé các bác nhé. 16-17 nhé. Thử chuông cho bác nghe này. Chiếc này cũng chơi hai gông đồng bạch chéo này, hai gông chéo này. Mặt nó mặt đồng nhá, mặt đồng, mặt số mặt đồng này các bác này. Con này nó khá là sơ tuổi rồi. Con này đánh chuông to hơn. Tiếng chuông rất là to. Thank you.
chiếc này, chiếc mã số 3 là chiều cao của nó là 50 và rộng 26 này các bác này. Chiếc mã số 3, chiếc Sencosa này giá cũng là 1,7 triệu nhá các bác nhá. Tiếp theo là sang chiếc mã số 4. Một chiếc Senco này, mã số 4 này. Chiếc Senco mã số 4 này chiều cao của nó là 43 và rộng là 26. Rộng 26 nhá các bác nhá. Chơi 2 không đồng bạch. Và chiếc này mặt kính mo là mặt 215. Mặt kính mo trên này mặt 215 này các bác này. Bên dưới là kính hoa văn nó nhá. Thùng của nó là thùng gỗ thông. Thùng gỗ thông cho nhá. Chiếc này thì âm khá là hay đấy. Đấy, âm dã man luôn. Nghe như tiếng chuông nhà thờ luôn các bác. Chiếc mã số 4 này, chiếc Senco mã số 4 chiều cao là 43 và rộng là 26 này các bác này. Giá em bán là 1,9 triệu nha các bác nhé. Giá 1,9 triệu bao gồm cả tiền cước nha các bác rồi. Tiếp theo là sang một chiếc mã Senco mã số 5 này. Chiếc này mặt số nổi nha các bác nhé. Chiếc Senco này mặt số nổi này. Chiều cao của nó là 44 và rộng là 26. Mặt số nổi nhá, mặt kính mo cũng là mặt 215. Cót 30 ngày. Mặt số nổi này. Chiếc này có lịch nhá các bác nhá. Đấy, hai gông đồng bạch. Còn nguyên cả tem giấy ở trong này các bác này. Tem giấy nó vẫn còn. Âm khá là hay. Mặt kính mo của nó trên này là mặt kính mo là mặt 215. Ở bên dưới là kính hoa văn nó nha các bác nhá. Thùng là thùng gỗ thông, chiếc này nó đẹp long lanh các bác. Chiếc này thì nhìn hình thức gần như là chưa có một vết xước thì khá là đẹp. Chiếc mã số 5, chiếc Senco mã số 5 mà số nổi này giá là 2,2 triệu nhé các bác nhé. Chiều cao là 44 và rộng là 26 này. Giá là 2,2 triệu bao gồm cả tiền cước nhé các bác nhé. Tiếp theo là sang chiếc mã số 7. Mã số 7 là một chiếc Archi. Archi mà số nổi đấy các bác này. Con này cũng cặp số nổi này. Chiếc Archi này thì chiều cao của nó là 43. Chiều cao là 43 và rộng là 24 nha bác nhé. Rộng 24. Mặt kính mo này của nó là mặt 19-19.5 các bác nhá. Mặt kính mo 19.5 và bên dưới là kính dưới này là kính mài vát này, mài vát cạnh này, kính của nó khá là dày đấy. Kính nguyên bản theo nó là nó mài vát này, khá là dày nhé, cạnh này khá là dày nhé các bác nhá. Cọc số là cọc số nổi mà cót là cót 30 ngày. Chiếc mã số 6 là chiều cao là 43 này và rộng là 24 này, giá là 1,8 triệu nhé các bác nhá. Giá là 1,8 triệu. Tiếp theo là sang chiếc mã số 7. Một chiếc Sencosa cót 14 ngày. Chiếc này thì có kính rào nhà thờ này các bác này. Chiếc như này thì gần như là cũng khá là ít đấy, khá là ít về đấy. Hoa văn. Đấy, thùng là thùng gỗ thịt nha các bác nhá. Thùng là thùng gỗ thịt. Cót 14 ngày, bên dưới là kính rào này, kính rào mài vát này các bác này. Thùng của nó dài 64. Chiếc này thùng nó dài 64 nhé các bác nhé. Rộng là 28.
Kính trên là kính 18, mặt 18 nhá. Chơi 2 công đồng này, 2 công đồng bạch này. Trước này của nó thì khá là sâu tuổi, cái dòng mà cót 14 ngày như này thì khá là lâu đời đấy nhé các bác nhé. Thùng khá là dài đấy. Chiếc mã số 6 này chiều cao là 64 và rộng là 28 này các bác này. Giá là 2,7 triệu nhé các bác nhé. Theo là sang một chiếc mã số 8. Cũng là chiếc cuối của video hôm nay. Chiếc này thì thùng nó là thùng gỗ sồi nhé các bác nhé. Thùng gỗ sồi mà chiếc này chiều cao của nó là 80. Chiều cao là 80 và rộng là 35. Chiếc này thì chơi côn vòng nha bác nhá. Mặt trên của nó là mặt kính trên của nó là mặt 25 và bên dưới là kính 3 mảnh nhá bác nhá. 3 mảnh mài vát này. Chiếc này thì chơi côn vòng. Chiếc này thùng gỗ sồi khá là to đấy. Chơi côn vòng này các bác này. Chiếc này của nó cót là cót 21 ngày nhé bác nhé. Dòng cổ dòng sâu tuổi thì là cót nó chỉ mười mấy 21 ngày thôi. Thùng dài miên man luôn các bác. Đấy, coi tổng thể xa cho bác nhìn này. Chiếc này thùng của nó là dài 80 và rộng là 35, giá bán là 2,5 triệu là 3,5 triệu nhé bác nhé. Các bác có thể kết bạn Zalo trực tiếp qua số điện thoại em này. Các bác chụp màn hình lại đấy, số điện thoại em là 0383933363. Cái địa chỉ là 58 Nguyễn Văn Tạo, Long Thới, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. Các bác nào chưa đăng ký kênh thì nhớ cho em một nút đăng ký để ủng hộ em ở những cái video tiếp theo nhé. Em cảm ơn các bác đã xem, theo dõi và ủng hộ em. Chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những cái video tiếp theo nhé.